ta đâu đâu vậy đi đi mau mẹ ta đâu đâu đi chừng ngang chứ hả anh đi đã quên đi ta bé tha Mr. đâu đâu ôi mày đó you are sleepy now what are you doing last night what did you do last night Mr. đâu đâu sleep you are sleepy now oh my god you are very slow only that when I lay high we just covering you are sleepy now Mr. Dodo what okay